Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình gặp phá từ cái nồi tự nhiên. Sau quay sofa. Let's go. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Bendy and In The Machine. Let's go. Shut the light. Nobody be sure. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Rồi, và các bạn sẽ tìm 6 món đồ đặt vào 6 trụ này. Who put this here? Oh my god. Joey, what were you doing? Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, so okay, that's all of them. Let's go. Oh my gosh, một quái vật.
Chuẩn đã, đi sau. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, How of Slendery là. Chiếc chìa khóa, ok. Tiếp tục đi sâu bên trong. Wow, đã xuất hiện đây rồi. Căn phòng của ông quỷ. Màn thứ ba. Nếu các bạn đi sâu ở đây và nhiều bức ảnh kia thì ông quỷ đã xuất hiện, cho nên các bạn đừng đi sâu vào. Nếu mà chẳng may mà không có một món đồ làm hoặc là thiếu một món đồ thì các bạn mới đi sâu vào, vì ở đó cũng hay có một món đồ. Rồi, tiếp tục. Chiếc chìa khóa tiếp theo. Không có gì ở chỗ này. Một ngôi nhà khá là rộng. Và khi các bạn tìm đủ 8 mảnh giấy thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa và các bạn sẽ được vào bên trong một căn hầm. Căn hầm ngôi nhà này. Điều đó các bạn lại phải tìm kiếm tiếp để làm sao để thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ngôi nhà ma. Mảnh thứ 5.
Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 mảnh là các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Wendy Run. Bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ năm, Roblox. Let's go. Oh my god, đó là ông ta đang ở đây. Mình đã không để ý rồi. Thoát tàu vào lại thôi. Ở đây phải đợi rồi. Chìa khóa màu xanh hình như lấy rồi. Mình sẽ kiểm tra xem cánh cửa màu xanh đã mở chưa. Mở rồi. Pika thì đang ở kia. Ở đây thì vẫn chưa thoát, tháo được cái này. Ok.
Và ta đã bị lừa. Ok. Oh my god. Wow. Đi luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderzilla 2D. Let's go. Không có gì ở đây. Căn phòng tiếp theo. Giấy còn ba mảnh giấy nữa, mảnh giấy thứ hai rồi. Ok, mảnh thứ ba. Oh my god. See you. Mong sao ở đây có. Không có rồi. Oh my god, đã phải tìm chỗ khác. Các bạn tìm đủ 4 mảnh, sau đó các bạn sẽ lấy được một đoạn dây. Và khi có đoạn dây, các bạn sẽ lắp vào cái ngôi nhà vừa rồi. Và lúc đó thì các bạn sẽ đi xuống được tầng dưới luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slender 2 Free. You must set by Lasso to equip. Đó là các bạn phải đi tìm 7 con ma. Sau đó thì sẽ săn đồng 7 con ma này. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm đường ra để đi xuống tầng 1. Không biết phải đường này không. Rất loàng ngoàng. Đây rồi, mình đang ở tầng dưới. Mình sẽ đi lên đi xuống đây để tìm những con ma. Các bạn chỉ cần đi xung quanh thôi. Tại vì những con ma này nó tự đi được, cho nên các bạn cũng không cần phải tìm kỹ quá làm gì. Rồi nó sẽ xuất hiện để các bạn bắt. Đây rồi. Chuẩn luôn. Wow, không biết ở tầng 1 hay tầng 2. Oh my god, đây rồi. Một con.
chưa chi đã gặp Slenderman luôn. Đó, sau đó lại lên trên. Các bạn sẽ đi xung quanh tiếp. Lúc nào xuất hiện để đi bắt tiếp. Đấy, trò chơi cũng khá là đơn giản thôi. Và khi gặp Slenderman các bạn quay đi thật nhanh. Nếu không thì ông ta sẽ bắt các bạn vào lúc đó các bạn lại phải trở lại từ đầu. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Xin hiểu vô si. Vô phương. Vào đây. Level 5. Studio đang ở đây. Number 6. Okay. Level 7. Level 6 khá là đơn giản, các bạn chỉ cần lấy một cuốn sách là các bạn sẽ hoàn thành được level đó. Level 7 này không biết như thế nào đây. Đi thẳng vào đây. Ok. Túi tiền. Level 8 nào. Let's go. Trên đầu à? Không phải. Dưới tầng hầm rồi. Mình sẽ xem tầng hầm ở chỗ nào. Mình phải đây không? Oh my god. Wow. Đã luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.